Chào các bạn, mình là Việt đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp cho Big nhân 3, 3 cũng khá là thú vị. Nó có tên là ZB. Mình sẽ nói cho một chút về thông tin của phương pháp này. Phương pháp này do ông Zbigniew Zyprowski và ông Ron Van Bruchem cùng tạo ra. Phương pháp này sẽ có hai bước là f 2 l và ZBLL. ZBF2L các bạn vẫn đã tầng 1 và tầng 2 cùng một lúc. Nhưng cặp F2L cuối cùng các bạn làm xong, ở trên tầng 3 luôn luôn ra một cái dấu cộng và nó có khoảng 300 trường hợp có thể xảy ra. 300 ở đây là số trường hợp của cặp đằng trước bên phải thôi nha. Còn một là các bạn tự nghiệm, hai là các bạn muốn làm cho nó tốt hơn ở các hướng khác thì cứ nhân con số đó lên nha. ZBLL là một bộ công thức cũng khá là thú vị và cũng khá là phổ biến vì nó áp dụng nhiều phương pháp ngoài ZB như là GG hay là Petrus. Bộ công thức này nó sẽ lật góc, hoán góc và hoán cạnh cùng một lúc. Nó sẽ có tổng cộng 493 công thức, trong đó có 472 ZBLL và 21 BLL tại vì tác giả của ZBLL và PLL là hai người khác nhau nhưng mà theo lý thuyết khi mà các bạn chơi cũng sẽ có trường hợp là các bạn hoàn thành mặt bằng luôn rồi các bạn làm PLL à, thì nó cũng là một phần ở trên ZBLL tại vì lúc đó là các bạn bỏ qua cái bước gọi là góc rồi các bạn chỉ còn hoán góc và hóa cạnh thôi nên nó sẽ là 493 nếu các bạn xác định giải quyết 3 x 3 bằng ZB thì các bạn sẽ có ba kiểu thứ nhất đó chính là thụ động nó ra dấu cộng thì làm còn không thì thôi hai là chủ động các bạn sẽ làm giấy bfl và sau đó là làm giấy bll và kiểu thứ ba là siêu chủ động các bạn vẫn giả tầng 2, nhưng mà ở tầng 3 các bạn cố tình tạo ra dấu cộng